Hồi đó đi chỉ điểm lần đầu tiên đi, đi về nước sạch thì em có chỉ điểm. Chị nói sao bà? Em kêu là đi về nước sạch. Dạ, ở trên đó có gì hả? Chịu mẹ chết thì mẹ chịu, chứ mẹ đâu biết con đâu. Dạ, mà vậy con hả? Cũng không biết, con không biết tự ôm con đi, con không biết con đi đâu. Dạ. Khi bà đến ngôi chùa Phật lớn và cũng như núi Cấm này, bà cảm thấy như thế nào trong con người của mình, nó có nhẹ nhàng hay ra sao không bà? Không có xuống tóc. Bà lão này giữ chùa ở Phật lớn này rất là nhiều năm rồi, lâu năm. Hiện Phú Quốc á, cái đám mây người ta chụp hình lại. Mình thấy rất là ngộ. Ở trên nó rớt xuống, cách tôi chừng là 1 mét nó trúng tôi. Trúng cái đó là tôi nhập viện luôn. Dạ thiệt các con, bữa đó đi thấy ghê lắm kìa, tự nhiên trước nó rụng hết hồn hết trơn á. Tàu hủ, đường, thuốc nốt, bánh lọt. Tàu hủ uống gạo đi mấy anh ơi. Cho không chạy. Rồi đây là chùa Phật lớn. Khung cảnh bên hông. Một cục trái mây. Hồ Thị Liêm. Chùa An Linh này kia vẫn đẹp quá. Đây tháp Xá Lợi Phật. Nón em đem theo á. Cúng rồi sẵn rồi đi luôn. Hả? Cúng cái này cái gì đi. Trong chùa này, vô chùa cúng cái đi. Ờ, nút nhang thắp một cái đi, cảnh lễ cái gì đi. Tôi phải đợi đây nó đi nha. Đi. Chùa Phật lớn. Bà lão trong kinh luôn. Thank you.
bà lão rất đặc biệt nha, tụng kinh thuộc và chỉ một mình mà không có xuống tóc. Bà lão này giữ chùa ở Phật Lớn này rất là nhiều năm rồi, lâu năm, như là làm con quả ở đây. Kinh của mình lên trong chùa thôi. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện lúc 4 giờ chiều ngày 7 tháng 1 2019. Đức Phật hiện tại Phú Quốc nè. Đức Phật hiện tại Phú Quốc đó, trên mây mà thường tượng là vậy đó. Chụp hình ta để lại ta đem cho đây nè. Không giống như Đức Phật với Bổn Sư Ca Mâu Ni và A Di Đà. Hiện Phú Quốc á, cái đám mây người ta chụp hình lại. Thấy rất là ngộ. Còn bà lão này là không phải ở miền An Giang các bạn. Bà lão ở miệt ngoài, nhưng một cái nhân viên gì đó bà lão có chia sẻ lúc đó là bà lão đi vào ở không biết như thế nào mà tự nhiên là khiến cho bà đi vào ở trong này mà đi không biết phương hướng luôn, cứ đi và đi mà thôi. Thì tự nhiên tìm đến núi Cấm và ở trong chùa Phật Lớn này để mà làm công quả như thế. Nam mô A Di Đà Phật, con chào bà. Dạ. Lâu quá con mới gặp bà. Hôm nay sức khỏe bà cũng tốt hả bà? Dạ. Bà lão đang làm công việc chút xíu các bạn. Ở bên này thì có chỗ nghỉ ngơi cho du khách nữa nè, ngủ miễn phí nha. Đây. Nghỉ miễn phí ở đây đây. Rất là rộng. Ở hai bên, bên này và bên này luôn. Bên này cũng giống như vậy á. Chào bà. Có một số người khi xem những cái video trước con quay bà, họ cũng có hỏi là bà là rất là đặc biệt, tại vì là không biết ở vùng đất An Giang núi Cấm này mà tại sao là lại đến đây này được các bà. Rất là hay. Ở trên ổng dẫn đi chứ. Dạ. Không biết ở đâu. Ở trên ổng kêu đi về đâu là phải đi về nó chỗ đó. Dạ. Bà đi năm lúc bà mấy tuổi? Lúc đó thì 36 tuổi. Dạ. 36 tuổi là lúc đó là bà đi mà không biết mình đi đâu ha. Không, không biết đi đâu. Mang cái vỏ lên vai chứ không biết đi đâu. Mang cái vỏ trên vai và đi thôi chứ không biết đi đâu hết. Không biết đi đâu hết. Dạ. Bà đi vào ở trong miền Nam này mà đến ngôi chùa Phật Lớn này là bà người ơn trên tại tự dẫn bà đi luôn hả? Là trên dẫn đi mà không biết ở trong. Chứ lúc trước là không biết nơi này là gì luôn. Không. Dạ. Hồi đó lên đây là rừng không có nhà ai. Dạ. Đi tới đâu thì không có thấy nhà cửa ai đó, nhưng mà thấy người ta cắt chòi giữ vườn thôi. Dạ. Có nhà. Còn bà cảm thấy khi mà lên trên này lúc đó là như thế nào bà? Người của mình á? Không biết gì đâu, không biết nữa nè. Không. Đi cho không biết gì. À, đi mà không biết gì. Đi để mình đi là coi như đi tới đâu thì hai tới đó chứ không biết cái gì là gì hết trơn. Dạ. Mà lúc đó bà có tiền gì để đi không? Tiền đi thì có đầy đủ lắm. Dạ. Đi thì mang tiền theo đầy đủ lắm. Dạ. Tại vì gia đình cũng có ăn á. Dạ. Đi thì mang tiền đầy đủ, không có thiếu thốn gì hết. Nhưng mà có nó không biết đi tới đâu, không biết làm gì, không biết đi đâu. Dạ. Mà mang cái vỏ ra đi vậy đó. Dạ. Mẹ con chết thì con chịu, mẹ chết thì mẹ chịu, chứ mẹ đâu biết con đâu. Dạ, mà con không? Cũng không biết, con không biết tự ôm con đi, con không biết con đi đâu. Dạ. Khi bà đến ngôi chùa Phật Lớn và cũng như núi Cấm này, bà cảm thấy như thế nào trong con người của mình, nó có nhẹ nhàng hay ra sao không bà? Nó bình thường thôi, không có gì hết. Bình thường ha. Mà tự nhiên khiến ơn trên dẫn mình đi như vậy. Ơn trên có chỉ điểm nói như thế nào không bà? Không,
đi thì ông vẫn đi vậy chứ không có chỉ điểm như vậy. Dạ vậy ha. Đó, đó đi chỉ điểm lần đầu tiên đi về nước sạch thì ông có chỉ điểm. Chỉ nói sao bà? Kêu là đi về nước sạch. Dạ ở trên đó có gì hả? Nước sạch thì lên cũng có cái cũng có chùa vậy thôi, chùa nhưng mà ít lắm. Ít. Dạ. Đường cũng đường đi cũng khó đi lắm. Dạ. Ở đó đi đá bông sáo mà mới lồng lộ. Dạ. Đi xe nó chạy lầm cầm 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 vậy á. Dạ. Mà đi đi chứ cũng không biết đi đâu. Dạ. Rồi lúc mà bà lên trên ở ngôi chùa Phật lớn này đó, bà có thấy những cái điều nhiệm màu hay là như thế nào về Phật pháp trên này không bà? Cái điều nhiệm màu gì thì không có thấy gì, không có biết gì hết trơn á. Chỉ về đây ở đây để hương khói cho tắt vậy thôi. Dạ vậy ha. Ừ, chứ không thấy nhiệm màu. Dạ. Nhưng mà có thấy là ở mà chừng nào muốn về thì về cũng được. Vậy ha. Không muốn về là không muốn về được. Dạ. Có nghĩa là ở trên cho về mới về được ha. Ừ. À. Rất là ngon. Rồi hàng ngày bà tu với pháp môn như thế nào ạ? Không có pháp môn nào, chỉ biết tối ngày đốt nhang lại Phật vậy thôi. À, niệm Phật thôi đấy ha. Không có biết tụng kinh, không biết gì hết. Ủa sao nó có thấy bà tụng kinh hồi nãy mà nó không biết là sao? Không biết, hồi thì hồi đó chưa có biết. À. Từ từ là nó không có học, nó biết chứ hồi đó. Dạ. Mà tự nhiên bà biết tụng kinh luôn vậy đó hả? Tụng kinh à. Thấy bà tụng rất là thông á, kiểu như rất là dần mà kiểu như là không có ngừng gấp mà cũng như là bà thuộc lòng luôn á. Rất là hay. Thuộc lòng thì ở đây 40 năm. 40 năm ở trên này. Ừ. Dạ. Cho nên kinh bây giờ thuộc lòng. Dạ. Cũng nhiều lắm, thuộc lòng. Dạ. Nhiều lắm. Dạ. Chứ nói chắc ơn trên ta cũng gia hộ cho mình hay bà ha. Ừ. Bà năm nay con hỏi, xin hỏi là bà được bao nhiêu tuổi rồi bà? 76. Dạ, mà con thấy sức khỏe bà rất là mạnh nha. Ừ. Dạ, chứ hàng ngày cũng tu pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật phải không bà? Ừ. Dạ, bởi vì môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻ phù hợp xưa đó. Ừ. Dạ, vì vậy là cái pháp môn tịnh độ rất là hay và vi diệu. Con cũng xin cảm ơn bà, chúc bà luôn sức khỏe nha bà. Dạ, dạ. Phụng sự Phật pháp cho chúng sanh ha. Ừ. Dạ, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào bà con đi nha. Dạ. Đi các bạn, tiếp tục cuộc hành trình. Ở phía trước ngôi chùa em thấy là mẹ Quan Âm. Bên này có nguyên dãy này cho ta ở không miễn phí nè, không có tốn tiền. Tắm rửa nhà vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Tàu hũ, đường, thuốc nốt, bánh lọt. Tàu hũ uống hậu đi mấy anh ơi. Cho không không chạy. Mình đi đường nào vậy? Đường này đi cháu mát. Đi đường này cháu mát. Ông quay không? Có. Ông quay không? Có. Con. Đu cái đường này nó mát mát nhìn đẹp quá. Lên cam nhìn đẹp quá. Đẹp hả? Ừ. Cái này là những đồi hoa sen, những đồi hoa sen các bạn. Tiếng chiều hơn còn tiền nữa. Mắt qua đây nè, mắt qua đây là hồn thấy con nè. Vậy là ta chưa nhấc cây xương mày chưa nhấc cây xương mới thắng rồi. Cái trái sầu riêng tôi kể cho các bạn nghe, tôi thấy nó là tôi chút xíu nữa tôi hết hồn rồi. Cái bữa đó tôi đi á, là cũng trên núi Cấm đây nè, gần tới cây gọi là cái chỗ mà trái sầu riêng rồi. Tôi đang đi gì nè, đầu cây sầu riêng á, ở trên nó rớt xuống cách tôi chừng là 1 mét, nó trúng tôi,
trúng cái đó là tôi nhập viện luôn. Dạ thiệt các con, bữa đó đi thấy ghê lắm kìa, tự nhiên trước nó rụng hết hồn hết trơn á, nhanh chút xíu là chết luôn, trời thấy giỡn đâu. Bơ này bơ bơ nhà hay gì con? Ừ. Bơ bơ tên gì con? Tròn đá quá ha. À tròn tròn đá quá ha. Gió thì bêu nhà vệ sinh. Đây là cái nhà vệ sinh mà chúng ta lên cái cấm là miễn phí, mua tốn tiền luôn á. Hơi sai nha. À, sông sâu nó chảy dòng cầu, có ông Di Lạc hết đầu hết lo. Trước kia mình ở nhà cây, hôm nay đi chùa mình cúng lại ông Di Phật Di Lạc, Di Lạc là xây nhà lầu luôn. Mình nói mày kể đi, mày cứ tao. Nếu mà làm ăn, chứ không làm ăn ở không là không có đâu. Nắng nóng trời mà. Ơi nó mỏi giò ăn gì đâu, nó được ăn ngập rồi, làm như già yếu rồi. Hồi trước đi á khỏe lắm nè, đây là khung cảnh rồi. Bây giờ sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo đi. Lại coi hả? Lại nè, xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Tại hơi mệt á.